Mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách dâm một cái cành hoa cúc. Thì nếu bạn biết là sau khi chúng ta mua cúc về để chơi Tết hoặc là thắp hương thì là thường thường chúng ta bỏ đi thôi, cúc này thì cúc lùn. Tuy nhiên làm như vậy thì là nó cũng rất phí. Vì vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách làm sao mà dâm cành hoa cúc như tôi đang cầm trên tay đây để đảm bảo lần sau có hoa cúc chơi tiếp. Bạn nào biết rồi thì thôi, bạn nào mà chưa biết thì mình sẽ chia sẻ. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ cắt lấy cái cành như thế này. Đấy. Sau đó là chúng ta dùng cái kéo, toàn bộ dụng cụ đây là chúng ta đã phải hơi qua lửa rồi nhá. Cắt toàn bộ những cái nách lá này đi. Cúc này là cúc lùn. Thực ra mà nói là nhìn cái giống này cũng rất đơn giản thôi. Nhìn cái giống hoa cúc lùn này. Các bạn lưu ý là trong quá trình cắt tỉa cành ấy, là chúng ta rất nhẹ nhàng thôi, tránh trường hợp là có một vết xước gây cái nấm bệnh trên cái cây. Chọn những cành nào mà đảm bảo to chắc thì chúng ta dâm thì giống nó đảm bảo. Đây các bạn lưu ý này, rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có một cái chậu cúc để chúng ta chơi tiếp. Sau đó chúng ta sẽ, các bạn lưu ý này, nếu bạn nào mà có thời gian đấy, như mình thì dùng nhiều rồi, cái thuốc nào bà mở này các bạn này, nhưng trường hợp này ấy, thì là mình sẽ không dùng thuốc, nhưng mình sẽ nói qua một chút. Đây là thuốc nào bà mở mình thì nếu bạn nào mà cẩn thận thì ngâm cái 20g thuốc này vào 1 lít nước, rồi cho cái cuống cây của mình cần dâm đấy vào 10 phút. Các bạn nhấc ra các bạn dâm thì sẽ đảm bảo hơn. Nhưng trong trường hợp này thì mình sẽ không dùng thuốc. Đấy. Sau khi chúng ta cắt xong ấy thì lưu ý là đất của mình, tức là cái giá thể đấy, là gồm có, nếu ở thành phố thì các bạn có mùn cưa hoặc là tóm lại một cái sơ dừa cũng được. Nhưng mà phải nhỏ, phải tơi, xốp. Đấy. Còn như ở nông thôn như mình thì mình sẽ có cái phân chuồng hoài mục, hoặc là đất mà đã để lâu mà nhuyễn đấy.
mà phơi khô xong lại tiếp tục luyện. Thì như trường hợp đây của mình là đất rất tơi các bạn nhé. Đấy. Sau khi chúng ta cắt xong ấy là lưu ý là các bạn phải chỉ cần để một mắt, hai mắt, ba mắt thôi. Đấy. Hoặc trên ba mắt cũng được, nhưng với điều kiện là chúng ta phải cắt vát này, cắt rất ngọt, nhẹ nhàng. Cắt sao cho khoảng một góc 45 độ. Trường hợp này là trường hợp là chúng ta đang dâm cành các bạn nhé. Tại những video lần trước thì mình chia sẻ với các bạn là cách nhân giống làm sao để cho đảm bảo. Nhưng mà lần này nó là cái dâm cành. Dâm cành thì thực ra nó cũng rất đơn giản thôi. Bạn nào biết rồi thôi, còn bạn nào chưa biết thì làm theo cách này thì mình chắc chắn rằng là sẽ đảm bảo được trên 90% chứ không bao giờ dưới. Thì thực ra cái hoa cúc này nó rất dễ sống. Các bạn lưu ý là trong quá trình chúng ta dươm cành là luôn luôn lúc nào đất cũng phải đủ ẩm. Vì vậy cho nên là một ngày chúng ta phải tưới ẩm nhé, là một lần. Không cần là nhiều nước, chỉ cần độ ẩm cao thôi. Chúng ta cắm xuống sao cho còn được 2-3 mắt tùy vào cái khúc của cái cây hoa cúc của mình. Bạn nào mà có cái thời gian hơn ấy, thì là các bạn ngâm qua nước vôi thì tí thì nó sẽ cơ bản sạch được mầm bệnh. Thực ra cây hoa cúc thì nó chẳng có bệnh gì cả, ngoài rẹp thôi. Rẹp mới lại tất nhiên nó có một số những rỉ sắt, nhưng mà trường hợp cũng rất ít. Sau khi chúng ta trồng xong ấy thì tùy vào tình hình thực tế, bạn nào mà chiết ra cái chậu khác thì chiết, mà không thì để im cái chậu đấy chơi tiếp. Khi chúng ta dươm xong thì thời gian ra lọc mới của nó thì cũng khoảng độ 20 đến 25 ngày thôi. Đấy. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ cho vào cái khu mát nhé, không có ánh sáng. Và nhớ phải lưu ý là luôn luôn giữ độ ẩm. Và cũng bằng cái cách đấy, cách mình vừa chia sẻ với các bạn đây, thì mình đã dâm được một số những cái chậu. Hiện tại là đã cơ bản đảm bảo rồi. Đây các bạn này. Đấy. Hiện tại là những cái cành dươm của mình lên cũng rất đẹp. Đấy. Đấy. Thực ra cái hoa cúc này nó lên cũng rất dễ các bạn. Thời điểm dươm đây là mình là hôm nay cũng là ngày thứ 15 đây, mới có 15 ngày thôi. Tỷ lệ sống cũng rất cao. À, chết có một cành này, hai cành, ba cành, còn lại là sống hết. Xem cái bộ rễ của nó có chưa, hiểu chưa? À, đây đây, các bạn thấy đấy. Hiện tại là bộ rễ cũng rất đảm bảo. Qua video này các bạn nào biết rồi thôi, bạn nào mà chưa biết thì thực hiện theo cái cách của mình làm là sẽ có một cái chậu hoa cúc mới
bằng cái cách mình tận dụng cái cành mà bỏ đi. Chúc các bạn thực hiện thành công nhé. Nhờ các bạn nhấn hộ cho nút đăng ký ở bên tay phải màn hình các bạn để ủng hộ kênh. Xin chào, hẹn gặp lại.